Xin giới thiệu với quý vị và bạn một cây đàn cơ thương hiệu ngoài dòng Stockhausen, một thương hiệu đàn cơ đến từ Hàn Quốc. Đàn được sản xuất vào năm 1986 với thiết kế tân cổ điển, hai chân cong và các chi tiết. Đàn bao gồm 88 phím tiêu chuẩn, phục vụ cho quý vị và bạn trong quá trình luyện tập và sáng tác. Còn ở bên trong bộ máy của đàn thì rất là mới. Những chiếc búa được làm bằng lông cừu ép chặt cho đến độ bền rất là cao. Quý vị có thể thấy là những cái búa này rất là đều và sáng. Còn về phần chốt và phần dây, chốt thì được làm bằng lichen, một loại chống dỉ rất là tốt và có từ sau năm 1980. Dây thì vẫn còn rất là sáng bóng, chưa có dấu hiệu bị thay thế. Còn về bảng cộng hưởng thì chưa có dấu hiệu bị mối mọt và như là mới. 3 pedal đồng. Về kích thước của đàn thì đàn cao 1m21, chiều rộng 64cm và chiều dài bàn phím là 1m51. Và cây đàn này chỉ có giá 20 triệu đồng.